Hôm nay giới thiệu với mọi người lô đất ở xã Minh Thành, huyện Tiến tỉnh Bình Dương. Lâu đất có diện tích là 12 x 76 có 100 mét dung thổ cư, đất mặt tiền đường DT 79 A. À, thì đây là khu vực trung tâm ở xã Minh Thạnh. Hiện tại mình đang lưu thông trên đường DT 79 B nha. À, và mình chuẩn bị đi qua đường DT 79 A. Thì đường DT 79 A á, là có quy hoạch lộ giới là 42 m Hướng này là đi về xã Long Hòa à, và à, kết nối với đường à, DTDH722 à, luôn. À đường nhựa rất là đẹp. Thì đây à, mình đã tới đất nha. Đất có diện tích là 12 x 76 có 100 m2 thổ cư và giá rất là rẻ là 1 tỷ 950 triệu. Giá này hiện tại đã giảm hơn 300 triệu so với thời điểm 2022. À mọi người quan tâm liên hệ cho mình số điện thoại 0936419555, mình à, dẫn mọi người đi coi nha.